Hình ảnh hôm nay em lên con bò siêu đỏ là vui vậy. Siêu đỏ là tầm 6 tháng rưỡi không anh? À, siêu đỏ là tầm 6 tháng rưỡi ha. Đó, thì con này thì với nó đang thay lông nè, thì mấy con mà đang thay lông là chuẩn bị lớn lớn lông sữa la lông lông mới là nó lớn mau phát lắm chú anh chị. Đây, xé mặt nghiêm chỉnh nha. Đầu trụ luôn, xé mặt nghiêm chỉnh. Xương là xương to nè. Xương có luôn quý vị thấy không? Càng xương xương trước nè. Đó. Lúng sùng sình luôn. Lỗ lúng rồi quý vị. Xương sao nè. Ha, khi xương to bóng sò. Đây, xé lưng rồi cũng nghiêm chỉnh luôn. Xé lưng rồi quý vị. Thấy chưa? Đó. Đuôi cậy đuôi trời. Hết biết luôn. Đó. Đó. Hiện bò chiều cam đâu không sao là 1m15 bò. 1m15. Xương sóc nè. Chân cẳng heo quan sát là không có bú bắp xe xuống lúng xuống luộc gì hết nha chú anh chị. Hoàn thiện hết một màu siêu đỏ mặt nó đang lớt rong nè, cái đậu đang lụng rong nhuyễn xuống nè, nó đang lụng lông máu nghe. Gạch qua cho cô chú xem kỹ nè, thấy quà to thấy không, quà không thấy quà nhỏ nha. Tiền bò anh chú nhà bán giá là 17.500.000 hả chú anh chị, đó 17.500.000. Mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua liên hệ. Quay lại chân sau nè, đứng thẳng băng luôn, thấy không? Kiểu mẫu nè. Cái con này tàn đó, cái tàn hình thù vậy sau này mình nuôi lớn là cái chữa là phát tàn là lả thành là bự lắm. Đó. Chân trước này ha. Nó đang lụng lông của chú anh chị. Nè. Thấy chưa? Đang hai lông nó chuẩn bị nó phát lên. Đó, qua lết hen. Quay lại quay kỹ cho cô chú nhìn xem kỹ. Đó, thấy ưng ý mua liên hệ cho bên em nha. Giá tiền là 17.500.000. Sở hữu con siêu đỏ đầu trụ sang xác thích nghiêm chỉnh. Đó. Đây. Mong cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ bên em nha. Nhắc lại lần nữa là xương là xương to nè, thấy không, lúng yến là sùng sình luôn đó. Đầu trụ lỗ tai bự ghê không đó. Con này còn vòng một nha đó, tại nhiều người cứ ngỡ là cho hay lúc nhỏ hay lông hay to, giờ đang hay lông là lông nhuyễn nè, có đầu từ dạo đầu xuống cổ lông những giờ thấy không, nó đang lụng lông mà chân xuống nhuyễn này có chú thấy không, đó lụng chưa hết ha, đang thay lông. Rồi giờ hình ảnh cứ gửi rồi ha, thì mong cô chú anh chị thấy ưng ý thích mua liên hệ cho bên em siêu đỏ này nha, giá tiền là 17.500.000, giá cực kỳ mềm yêu thương luôn. Hồi nãy năm nay em lên hai con bò chữa ha, con bò xin nè, xin chữa nè, con này chữa 5 tháng rưỡi, con kia chữa 4 tháng rưỡi ha chú anh chị. Đó, con xin này chiều cam đo là 1m27 bò, đo không sao ha. Đó, xin này đang chữa lứa thứ 3 ha chú anh chị. Đây, xoay mặt nghiêm chỉnh nha, xin nè. À, chân cẳng hoàn thiện, không có bố bếp xe xuống lúng xuống luộc gì hết, chân trước nè thấy không, đây rúng luôn chú chị, đàng hoàng rúng yếm bài bản nha. Con này màu bánh mì vàng rơm, chân sau nè, đây thì sái con này nó hơi chồm gì vuông một chút ha, hơi chồm lên nhích một chút nè, ngay sái này là chú như thế không đó. Con này bán thì em bao chữa ha,
về trong vòng 3 ngày thì cô chú anh chị hãy nhờ thú y gần địa phương mình thăm khám lại cho em để báo kết quả ha. Còn lòi lú là em ba cho cô chú anh chị mình 3 tháng nha. Đó, chiều cao nhắc lại, còn chiều cao bò này em đo nghe không sao, lu sao là 1m27. Nói nếu mà nó tính ngay sái thì cũng gọi 1m21 ha. Đây. Em báo giá trực tiếp luôn. Con này thì màu vàng lơm, không có lem bớt chạy đốm gì hết. Đó, đang ôm con lượt cấy 3B nha chú anh chị. Về từng 3B. Ôm con đang cấy chữa lại thứ 3. Đó. Giá tiền là 24 triệu. Đó, giá chốt ha, 24 triệu giá chốt không còn thương lượng. Thì tới con bò kem. Con kem này chiều cao đo là 1m35 bò nè chú anh chị. Đâu cũng đo không sao ha. Con kem tầng lớn. Đây. Kem đầu tụi tầng lớn nha chú anh chị. Đó. Mình nè, xương rồi đi xương cối nha. Kem đầu trụ nè. Thấy không? Ở đầu đầu trụ lóc hay đèn đẹp kiểu mẫu hay ha. Xe lưng nghiêm chỉnh luôn của chú anh chị. Đây, xe lưng nè. Con kem này cũng đang âm con lứa thứ hai ha, đẻ loại lứa, đang âm con loại lứa thứ hai cũng gieo tinh 3B luôn. Chữa được 4 tháng rưỡi. Chân trước nè cô chú anh chị. Xương to ha. Khung xương rồi xuống cối luôn, lúng nè. Đó, chân sau nè. Đây, chân trống đứng thẳng băng, thả đòn cực kỳ dài luôn. Cũng một màu vàng, không có lem bớt gì, mi gì hết. Thì con kem này cũng bao loại lú là 3 tháng, đang ôm chữa lứa thứ hai, gia tinh 3B luôn nha, chữa được 4 tháng rưỡi. Thì bên bán cũng bao chữa, về trong vòng 3 ngày cô chú chị thăm khám lại. Đó. Rồi lú là bao 3 tháng. Rồi bò này anh chú nhà anh bán giá là 31 triệu nha. Đó. Kem chữa tàn lớn nè, hả đòn cực kỳ dài không? Giá tiền rất là cực kỳ yêu thương luôn, 31 triệu. Đó. Quá rồi. À, chiều cam đo nhắc lại, chiều cam đo không xa là 1m nha. 35 bò nặng của chú anh chị. Bò là bao tặc lỗi ha, không có bệnh hoạn gì hết, bao hết. Nè, xương sóc nè, chân sau nè cô chú anh chị, thấy thằng vúng nè, rúng rồi thấy không, chân trước nè, đây sông lưng của nó nè chú anh chị, sông lưng ha. Con này do nó cả nó tày sơ ngoài da không có tính ha, bao hết đây. Đó, thì con bò kem này là trên nhà bán giá là 31 triệu nha. Thả đòn cực kỳ dài không? Dài miên man luôn nè. Đòn dài mà tàn lớn nha. Thì tới con gu nè. Gu này qua nè, thấy cũng vậy thấy không? Này gu xin. Con này hệ tàn nó hơi nhỏ ha. Giá tiền nào cô nấy ha cô chú chị. Đó, chân cẳng xương sóc cũng khá ha. Không có phải xương nhỏ đâu. Đúng nè. Dũng nè thấy không? Con này lên chữa lứa thứ 3, sái lưng nè. Đó. Bây giờ sái tít này bò thì mình cũng không có thành vấn đề ha. Sái chờ mình bình thường, sái sụt mình nên sợ. Bò gu em nhắc lại, bò gu này là chữa được 5 tháng lửa nha. Ông con lứa thứ 3, gia tinh 3B luôn. Giá tiền là 24 triệu. Đây. Hai con ở sàn kìa. Đây. Nhận đít nè. Còn cái này đến đốm trắng này do dính cất nhiều anh tắm nó rửa ha, chứ không phải là xà mâu nha. Bò này em bao xà mâu bệnh hoạn em bao hết nha chú anh chị. Đây. Đó, con kem này giá 31 triệu chữa 4 tháng rưỡi nè. Giá cực kỳ mềm đúng không? Xuân xuân cối luôn chú vậy. Dần xuân hết biết ha. Gu vậy nè. Ngang gu giá tiền 24 triệu chữa 5 tháng rưỡi nè. Hai bò giá cực kỳ mềm yêu thương luôn.
Để cho cô chú vậy mình ưng ý mua liên hệ cho bên em nha. Quay tầm xa cho cô chú thấy rõ con bò ha. Bò ru như vậy nè cô chú chị. Đây, rất là dễ thương ha. Tại ra ra đây thì nó ngoài nó thoải mái, nó hay thả dò một chút ha. Đó, giờ hình ảnh giá cả em gửi rồi, mong cô chú mình xem được ưng ý mua thì liên hệ cho bên em nha.